Chào mọi người, như đã chia sẻ với mọi người trong video lần trước thì ngày hôm nay Phúc sẽ chia sẻ cho mọi người bí quyết làm sao để có được một tư duy pháp lý nhạy bén, không nói dài nói dông thành nói dở nữa. Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. À quên, video này sẽ chứa một hàm lượng kiến thức siêu khủng, cho nên là sẽ chống chỉ định với những bạn nào mà đang trong tình trạng lười xem video nhé. Bây giờ mà nói về khái niệm tư duy pháp lý thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn tắt luôn cái clip này quá, cho nên là mình sẽ nói một cách ngắn gọn và nôm na là tư duy pháp lý chính là khả năng nghe, hiểu, phân tích và giải quyết các vấn đề dựa trên các quy định pháp luật liên quan. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mô hình tư duy pháp lý mà mình vẫn đang hay áp dụng trên thực tế và có hiệu quả, đó chính là mô hình IRAC. Trong đó I chính là issue, là vấn đề, O chính là relevant law, chính là quy định pháp luật liên quan, và A chính là application fast, là vận dụng pháp luật vào trong thực tế, và cuối cùng C conclusion chính là kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về Y trước. Y chính là những vấn đề pháp lý mà các bạn cần phải giải quyết. Để giải quyết được Y thì các bạn cần phải xác định những tình tiết pháp lý, những cái sự kiện pháp lý nào đang diễn ra và cần được giải quyết. Thông thường khách hàng khi tìm đến chúng ta sẽ chia sẻ rất là nhiều câu chuyện về đời sống của họ, cung cấp cho chúng ta những cái tình tiết nó không liên quan và không phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Việc các bạn cần làm là các bạn phải xác định được, tóm gọn lại những cái sự kiện nào, những cái tình tiết nào cần thiết và đủ để phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Ví dụ Phúc ví dụ một cái trường hợp, ví dụ như khách hàng tìm đến chúng ta để yêu cầu về ly hôn, nhưng mà chúng ta nghe nhầm hoặc là chúng ta hiểu nhầm nó sang thành một cái câu chuyện là khách hàng chúng ta đang ngoại tình, bị yêu cầu ly hôn, bị đơn phương ly hôn, thì chúng ta sẽ giải quyết cái câu chuyện nó theo một cái hướng khác và nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng sau này. Thực tế việc xác định các vấn đề pháp lý là một điều không dễ dàng. Các bạn sẽ dễ mắc sai lầm nếu như các bạn xác định các vấn đề pháp lý mà không quan tâm đến những cái khía cạnh khác. Hậu quả các bước tiếp theo của chúng ta bao gồm O, A, C. Chúng ta sẽ xác định không chính xác làm ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng. Vì vậy việc xác định các vấn đề pháp lý là một điều cực kỳ quan trọng ngay từ bước đầu tiên. Và bây giờ Phúc sẽ cho các bạn xem một cái video clip, một tình huống thực tế để các bạn hiểu hơn về các vấn đề này nha. Rồi, mời các bạn xem phim. Phong ơi, hiện tại chị đang có một cái vấn đề như này. Đó là chị vừa mới ứng tuyển vào vị trí nhân viên hành chính của một công ty ở Sài Gòn. Thì công ty đó yêu cầu chị là phải thử việc trong vòng 5 tháng. Mà 5 tháng đấy chị chỉ được nhận mức lương tối thiểu, các cái mức lương chỉ bằng 65% cái mức lương chính thức của chị thôi. Tờ lương chính thức của chị là khoảng 4,5 triệu, thì bên đó sẽ trả cho chị là 2,925,000. Thì em thấy công ty như làm như thế là có đúng không em? Rồi, sau khi xem xong đoạn clip trên thì các bạn xác định được Y chưa? Bây giờ mình sẽ đưa ra đáp án của mình để các bạn có thể đối chiếu nha. Y nó sẽ bao gồm các sự kiện sau. Sự kiện thứ nhất đó chính là vị trí làm việc của chị Lan là nhân viên hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh và có bằng cấp đại học. Sự kiện pháp lý thứ hai đó chính là thời gian thử việc của chị Lan là 5 tháng. Sự kiện pháp lý thứ ba đó chính là mức lương thử việc của chị Lan là 65%. Và các bạn phải xác định được mong muốn của chị Lan nha. Mong muốn của chị Lan trong trường hợp này là nhờ Phúc tư vấn và hỗ trợ làm cách nào để chị giải quyết cái vấn đề mà chị đang mắc phải. Rồi, sau khi mà mình đã đưa ra đáp án thì không biết là có bạn nào có đáp án trùng khớp hoàn toàn với mình không ạ? Nếu có thì các bạn hãy comment dưới video nhé. Còn bây giờ sau khi mà chúng ta xác định được Y rồi, chúng ta phải xác định tiếp theo đó là O. O chính là những cái quy định pháp luật liên quan. Thì trong trường hợp này các bạn phải xác định được điều nào, khoản nào, luật nào nó được áp dụng trong trường hợp này. Thậm chí các bạn phải xác định được là án lệ, tập quán nào có thể được áp dụng và những cái điều khoản nào nó sẽ bất lợi cho chị Lan. Sau khi Phúc nghiên cứu thì Phúc xác định được cái O trong trường hợp này đó chính là những cái điều khoản bao gồm điều 27, 28, 29 của Bộ Luật Lao Động 2012 quy định về thời gian thử việc, mức lương trong thời gian thử việc và tiền lương chính thức. Bên cạnh đó chúng ta sẽ phải quan tâm đến Nghị định 90 năm 2019 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động nữa. Sau khi mà các bạn đã có Y và có R rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xác định một cái cầu nối giữa Y và R, đó chính là A là application fast, chính là vận dụng các vấn đề pháp lý, các quy định pháp lý vào trong thực tế. Thì để các bạn xác định được chính xác A thì các bạn phải đưa ra những cái bằng chứng, những cái lời giải thích của mình và thậm chí là các bạn phải phản biện rằng tại sao những cái điều luật đó nó được áp dụng trong trường hợp này mà nó không được áp dụng trong những trường hợp khác, thậm chí là những điều luật khác đó tại sao không được áp dụng trong trường hợp này. Các bạn phải đặt ra rất là nhiều câu hỏi như vậy để giải thích cho khách hàng, để đưa ra một cái kết luận sau này, đó chính là C. Và điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Sau khi mà các bạn xác định được Y nè, xác định được R và xác định được A thì các bạn phải đưa ra một cái kết luận, tức là C, conclusion. Thì thông thường khách hàng khi tìm đến chúng ta thì cũng chỉ mong muốn rằng chúng ta sẽ kết luận lại và đưa ra những cái cách thức giải quyết cho những vấn đề mà khách hàng đang mắc phải. Thì kết luận đúng hay sai nó phụ thuộc vào các bạn xác định được Y, xác định được R và xác định được A nó có đúng hay là sai.
Và Phúc có một cái lưu ý dành cho các bạn, khi mà các bạn kết luận và đưa ra những cách thức để giải quyết các vấn đề mà khách hàng đang mắc phải thì các bạn phải kết luận đúng, chính xác và đúng theo pháp luật. Bởi vì khi các bạn kết luận sai thì cái người mà ảnh hưởng đầu tiên đó chính là khách hàng của các bạn. Khách hàng của các bạn sẽ không nhận được những cái lợi ích mà họ vốn dĩ phải nhận được. Bên cạnh đó, các bạn sẽ làm mất đi cái sự uy tín của mình đối với những người hành nghề luật và mất uy tín của mình đối với khách hàng. Và nếu như các bạn kết luận trái pháp luật nữa thì các bạn sẽ phải chịu những chế tài theo quy định của pháp luật. Cho nên Phúc nghĩ là các bạn phải thật sự cẩn thận, đừng hành nghề luật sư nếu như kết luận sai.